Dạ, Đỗ Thanh chào cả nhà mình ạ. Chào quý cô chú, anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh chuyên review đất chính chủ, sổ sách pháp lý an toàn, hình ảnh thực tế, giá không ảo không kê. Hiện tại Thanh đang có mặt ở đây là ngay thôn Tư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốt, tỉnh Bình Phước. Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà cùng sở hữu với em một lô đất được chính chủ gửi tụi em quay bán. Thì trước khi mà Thanh di chuyển cũng như chỉ đầu đuôi toàn bộ lô đất thì Thanh giới thiệu về con đường đi lối lại cho cả nhà cùng nắm bắt trước với em. Đường đi của mình ở đây là đường bê tông rộng 3 mét, cáp điện wifi đầy đủ. Đường của mình là đường xe ô tô di chuyển thoải mái. Thì từ vị trí của Thanh đang đứng ở đây, mình di chuyển ra mặt tiền lộ nhựa liên xã sẽ dao động là vào bán kính 200 mét, ra nhà thờ giáo xứ Châu Ninh sẽ vào là 1,5 km, còn di chuyển ra ngay đường DT cụm khu dân cư trường chợ trạm sẽ dao động vào bán kính là 1,9 km. Lô đất hôm nay Thanh quay là nằm ở gần với nhà hàng xóm kế bên. Thì tính từ vị trí của tay Thanh chỉ ở đây, từ đây của mình, cạnh đây của mình chạy thẳng xuống sẽ được là 70 mét. Và từ đây của mình chạy thẳng cái mặt tiền đây của mình sẽ được là 20 mét. Chiều sâu hai cạnh là 70 vuông vức, đầu đuôi cũng là 20-20. Với tổng diện tích của mình là 1.437,3 m². Hướng mặt tiền Thanh đang quay ở đây là hướng chính đông. Sổ của mình là bìa hồng cầm tay, chủ nhà cắt tách bán cho mình với trung bình chỉ có đúng là 125 triệu trên 10 mét. Thì với 20 mét đây, chủ nhà bán hết chỉ có 250 triệu, bao sổ sách cho quý cô chú anh chị của mình. Trong thời gian Thanh quay và giới thiệu, cả nhà thấy phù hợp thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để em được gặp gỡ và hợp tác với quý cô chú anh chị của mình. Ngoài ra cả nhà có thể nhấn một nút chuông để đón nhận những video Thanh quay và gửi lên hàng ngày. Dạ đó, thì từ ngay cái vị trí điểm đầu tiên của mình di chuyển lại tới đây, đồng thời là hết toàn bộ 20 mét mặt tiền của mình. Đường của mình là rộng, thông, thoáng. Trên đất của mình là chủ nhà đang có trồng điều đó, và chất đất của mình ở đây là đất đỏ ba gian nhé cả nhà, phù hợp cho cả nhà mình chuyển đổi cây trồng. Với một lô đất gần 1.500 m², cả nhà sở hữu chỉ có đúng 250 triệu thì mình có thể là mua về cho con cái làm của, đầu tư sinh lời nha quý cô chú anh chị mình. Đây thì Thanh đang di chuyển xuống ngay cái mặt bằng lô đất. Vị trí lô đất Thanh đang quay ở đây để quý cô chú anh chị mình di chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 151 km, còn xuống Bình Dương sẽ là dao động 110 km, còn từ Đồng Xoài, Trơn Thành qua tụi em thì dao động khoảng từ 70 tới 75 km. Chất đất của mình là cực kỳ đẹp, mặt bằng của mình là bằng phẳng, không nhấp nhô, không gồ ghề. Và lô đất Thanh đang quay ở đây thì chủ nhà cắt tách bán cho mình ha quý cô chú anh chị. Ngoài video cả nhà đang quan sát Thanh quay ở đây thì cả nhà có thể nhấn thêm trực tiếp vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước. Thì trong kênh Thanh có quay từ đất nền, đất rào, đất kèm nhà, đất đường DT, view sông, view suối. Rất mong sẽ có những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình. Và đảm bảo video hình ảnh Thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế ha quý cô chú anh chị. Và trong quá trình mua bán đó, thì cả nhà mình có địa chính tới đo đạc, cắm mốc, cắm danh để đảm bảo toàn bộ video hình ảnh Thanh quay ở đây và pháp lý sổ sách an toàn cho cả nhà mình ha. Đó, Thanh đang di chuyển tới cái phần đuôi để cả nhà có thể sở hữu được một lô đất đẹp. Đó, đây là quý cô chú anh chị mình. Dạ, thì tới đây Thanh di chuyển tới đây, đồng thời là từ đây của mình chạy thẳng lên trên cái mặt tiền ban đầu Thanh đứng giáp với nhà hàng xóm kế bên. Thì của mình là chiều ngang là 20, chiều dài hai cạnh là 70. Toàn bộ diện tích của mình ở đây là 1.437,3 m². Chủ nhà cắt tách bán cho mình với toàn bộ chỉ có 125 triệu trên 10 m. Bán hết toàn bộ là 250 triệu. Thanh thấy phù hợp sẽ quay cho cả nhà cùng theo dõi. Đó, thì bây giờ Thanh sẽ di chuyển lên trên để cả nhà cùng tham khảo lại một lần nữa ha.
Nếu như quý khách hàng đã thông thạo về đường đi lối lại trên đất Bình Phước trên em, thì kết bạn Zalo, Thanh gửi hình sổ cho cả nhà cùng qua, cùng xem qua. Còn nếu như cả nhà mình chưa thông thạo về đường đi lối lại, thì cả nhà có thể kết bạn Zalo với hai số điện thoại của Thanh, thì em sẽ gửi vị trí video, gửi sổ để cả nhà kiểm tra qua trước, rồi cả nhà hãy lên để mình di chuyển một cách an toàn nhất. Và lô đất Thanh quay ở đây, nếu từ ở trên đường mình nhìn xuống thì đất của mình hơi lài nhẹ nhé cả nhà. Có khi trong video thì cả nhà sẽ nhìn thấy như cái mặt bằng đây của mình là cực kỳ bằng phẳng, nhưng mà để nhìn thực tế ở ngoài ấy, thì lô đất của mình sẽ hơi lài nhẹ đó. Thì Thanh sẽ nói thực tế theo cái mắt Thanh nhìn thấy được, để sẽ khi quý cô chú anh chị mình lên sẽ được xem sổ sách cũng như cái mặt bằng video Thanh quay ở đây là đúng và thực tế. Dạ, thì bây giờ là em sẽ di chuyển lên trên cái mặt bằng để cả nhà mình xem lại kỹ hơn. Và Thanh sẽ di chuyển từ ngay cái đường đan để ra mặt tiền lộ nhựa cụm khu dân cư. Cả nhà sẽ quan sát được đường đi lối lại một cách thông thuận tiện nhất để cả nhà mình có thể sở hữu một lô đất chủ nhà gửi tụi em quay bán ha quý cô chú anh chị mình. Cả nhà cùng đang theo dõi với Thanh lô đất ở đây là thuộc của thôn Tư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Đó. Bây giờ là Thanh đang di chuyển ra cho cả nhà mình cùng xem này. Đó, thì hiện tại là Thanh đã di chuyển ra ngay tới đây rồi nha quý cô chú anh chị mình. Bây giờ thì em mời cả nhà cùng di chuyển từ đây để ra mặt tiền lộ nhựa để mình quan sát được đường đi lối lại rõ ràng với em nha. Dạ, thì tính ngay từ cái khu vực của Thanh di chuyển đầu cái lô đất của mình ở đây, mình chạy ra ngay cái mặt tiền lộ nhựa chỉ có 200m thôi. Chạy dọc trên đường đan của mình là đường xe ô tô di chuyển thoải mái, cáp điện nhà nước đã có sẵn và dân cư nhà cửa ở đây là tương đối là đông đúc. Quý cô chú anh chị cùng đang theo dõi với Thanh một clip mảnh đất vườn có chiều ngang mặt tiền là 20m, chiều sâu là 70 và 71, đầu đuôi vuông vức, với tổng diện tích là 1.437,3m², sổ của mình ở đây là chủ nhà cắt tách bán cho mình. Mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ với Thanh qua hai số điện thoại ha. Và trước khi kết thúc video, cả nhà cho một nốt like, một nốt chuông cũng như nhấn một nốt đăng ký để đón nhận những video Thanh quay và gửi lên hàng ngày. Đó, thì đến đây là Thanh đã di chuyển ra ngay tới mặt tiền khu dân cư rồi. Cả nhà sẽ quan sát được đường để di chuyển ra nhà thờ, đường DT là cực kỳ gần. Hẹn gặp quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo của Thanh nha.